Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn cách làm món ức gà BBQ sốt teriyaki thơm ngon đậm đà. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn đang muốn cải thiện khả năng nấu ăn trong thời gian ngắn thì hãy thử tìm hiểu về khóa học nấu ăn ngon online ở đường link tại mô tả của video này xem sao nhé. Nếu đã nhàm chán với các món gà nướng thông thường thì hãy đổi vị với công thức ức gà BBQ sốt teriyaki đơn giản đến bất ngờ dưới đây bạn nhé. Gà được nướng vàng nhưng vẫn giữ được độ mềm ẩm bên trong, sốt teriyaki thơm dậy mùi gừng và nước tương. Mang hương vị mặn ngọt vừa phải, điểm tô chút mè rang vàng giòn, ăn chung với các loại rau củ xà lách là đảm bảo ai cũng tấm tắc khen ngon. Thành phần, khẩu phần, 3 người, ức gà 400g, dầu hào maji 4 muỗng canh, nước tương 3 muỗng canh. Nước ép cam 3 muỗng canh, đường nâu 2 muỗng canh, rượu mirin 2 muỗng canh, dầu mè 1 muỗng canh, mè rang 1 muỗng canh tỏi băm 10 gia, gừng băm 10 gia, hướng dẫn thực hiện một chuẩn bị phần nước sốt teriyaki cho món ức gà nướng gồm. 10 gia tỏi băm, 10 gia gừng băm, 4 muỗng canh dầu hào, 3 muỗng canh nước tương, 3 muỗng canh nước ép cam. 2 muỗng canh đường nâu, 2 muỗng canh rượu mirin, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh mè rang. Cho tất cả vào chung một chiếc tô rồi khuấy đều. 2. ức gà cắt thành những miếng vừa ăn, dày khoảng 1,5cm dưới nước sốt teriyaki vào ức gà. Trộn đều rồi để ướp ít nhất 30 phút cho thấm gia vị. 3. Chuẩn bị thêm một số loại rau củ nướng kèm với ức gà như thơm, cà chua bi và bí ngòi. Cắt rau củ thành miếng vừa ăn. Khi đặt gà lên bếp nướng, cho các loại rau củ vào tô sốt ướp trộn lên rồi đặt lên bếp nướng chung với ức gà. Như vậy món gà nướng sẽ tăng thêm hương vị và sự ngon miệng lên rất nhiều. Nướng ức gà cho vàng một mặt sau đó chờ mặt còn lại lên phết một lớp sốt rồi nướng tiếp cho vàng mặt bên dưới. Chỉ nên chở thịt tối đa 3 lần để giữ trọn vẹn hương vị bạn nhé. 4. Những miếng ức gà ngọt thơm nóng hổi được nướng xém vàng, đậm đà hương vị teriyaki đến từ đất nước mặt trời mọc. Ức gà áo một màu nâu cánh rán đẹp mắt vẫn giữ được sự mềm dai vừa phải, vị mặn ngọt hài hòa. Thơm mùi mè rang và sốt ướp teriyaki đặc trưng, cuốn thêm miếng rau sống và các loại rau củ nướng là hết sẩy.